Đây là cái phần mà mình hướng dẫn kết nối cho cái cảm ứng với cái chuông của cái bộ ATA216 ha, bộ báo khách báo trộm ATA216. Thì bây giờ nè, mình thấy ở trên đây là cái công tắc của cái cảm ứng là nó đang nằm bên off, thì mình mở thử qua on nè, nó không có kêu ha. Bây giờ mình sẽ kết nối nè, mình sẽ dùng hai ngón tay mình ấn cùng một lúc cái nút giữa với cái nút nhạc ở phía trên này, là nút dấu cộng này nè ha. Mình ấn cùng một lúc sao cho là cái đèn xanh này ở giữa nó sáng nhưng mà chuông không có kêu. Nếu mình ấn mà chuông nó kêu thì nó không đúng, do đó mình lúc đó mình phải làm lại ha. Đó, mình ấn đèn ở giữa xanh mà chuông không kêu nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái công tắc từ off qua on. Thì khi mình bật từ off qua on, mình thấy đèn trên cảm ứng nó phải đỏ một cái và đèn bên này nó chớp cái thì nó mới đúng ha. Đó, đèn này nó chớp một cái như là nó đã kết nối rồi. Thì lúc đó mình tắt cái nút này đi. Mình đợi tí xíu. Đó, giờ nó kết nối rồi đó. Rồi mình thử làm lại một cái nữa ha. À, bây giờ nó là off nè, mở qua on là nó không có kêu nè ha. Nó không kêu, bây giờ mình thử nè. Đèn sẽ chớp cái nè nha. Đó, chớp cái thì mới được. Thì nếu giả sử mình muốn kết nối thêm cái bộ cảm ứng này, nhưng mà mình muốn kết nối thêm nút nhấn hoặc là chuông, nút nhấn hoặc là cử từ, thì mình cũng làm tương tự như vậy. Mình ấn nút này, sau đó mình kích hoạt cái nút nhấn nè, mình ấn một cái, đó ở đèn đây nó chớp xanh, nó chớp một cái là ok. Thêm vô bộ này mình mở ra mình thấy nó không có kêu ha. Bây giờ mình sẽ kết nối, thao tác là giống nhau ha. Mình sẽ mở cửa từ ra cho nó, bên đây nó chớp xanh một cái, đó chớp một cái là ok. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn, tại vì cái chuông này á, nó có thêm một cái tiếng báo động nằm ở phần dưới, nên mình sẽ hướng dẫn chuyển từ tiếng nãy giờ là tiếng chuông ha, tiếng chuông. Để chuyển qua tiếng báo động thì mình phải reset lại cái chuông này. Mình muốn reset thì mình sẽ làm cách là mình giữ cái ngón tay vô cái nút giữa này, vừa đè nha, mình vừa đè mình vừa cắm lại vô ổ cắm, là mình rút ra ngoài rồi, sau đó mình giữ, rồi mình giữ cái nút giữa này, rồi mình vừa giữ mà vừa cắm lại vô cái ổ cắm. Đó, thì khi mình cắm lại vô ổ cắm thì mình vẫn giữ cái tay, mình thấy đèn nó chớp nè, mình đợi nó chớp và nó kêu hết chuông thì ok. Và sau đó mình buông tay ra, bây giờ mình thử lại nè, mình sẽ thấy là bây giờ nó reset là nó không còn tiếng chuông nữa. Mình bật qua on nè ha, nó cũng không kêu. Thì bây giờ mình muốn sử dụng tiếng báo động á, thì mình sẽ dùng cái nút giữa với nút dưới là nút nhạc dấu trừ. Mình làm thao tác giống lúc nãy, nhưng mà thay vì nút nhạc dấu cộng thì mình làm nút nhạc dấu trừ nè. Mình bấm xong rồi mình sẽ bật công tắc từ bên cảm ứng từ off sang on. Thì mình thấy cái này nó cũng chớp một cái ha. Là coi như xong rồi, nó mình tắt đi. Đó, bây giờ nó sẽ là tiếng báo động. Giả sử mình có hai cái cảm ứng, mình muốn một cái báo động một cái nhạc chuông, thì mình sẽ cài cái này vô cái tiếng nhạc chuông. Đó, cái này là nhạc chuông. Và nếu mình mở cái này lên thì nó là tiếng báo động.
thì đó tùy theo, nếu mà mỗi lần mình muốn đổi thì mình phải reset lại.